Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký phần 2 chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Hưu Tinh. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai quay trở lại phần hoa kỳ quý vị đã có một cái dấu hiệu tích cực từ những cái cơ quan nằm trong chính quyền liên bang mà trong đó cả một năm nay hơn một năm nay kể từ khi joe biden lên thì nó đã bị chính trị hóa bởi những cơ quan này và quý vị trong mấy bài nói chuyện trước tôi đã có phân tích cho quý vị và trong cái bản tin ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu thấy có dấu hiệu tích cực và tôi hy vọng là nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Và điều này cho quý vị thấy rõ là nền chính trị Hoa Kỳ không dễ dàng bị thao túng bởi một đảng phái. Quý vị, ở trên cái bản tin của đài truyền hình Newsmax TV, 30 cựu nhân viên của FBI đã ủng hộ mạnh mẽ cho cái nhân vật được xem là Whistleblower. 30 cựu nhân viên đã gửi một thông điệp ủng hộ cho người có tên là Stephen French là một nhân viên FBI đã bị uh, ngưng chức ở uh, theo tường trình của đại của tờ báo New York Post và nhà bình luận gia uh, có tên gọi là Miranda Devine nói lại nói trên tờ Post rằng là đã nhìn thấy được cái uh, cái message tức là cái thông điệp này đến từ một người uh, phụ tá và giám đốc điều hành của cơ quan FBI đã về hưu lãnh đạo của cái cơ quan chống khủng bố cùng với những người khác các thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa đã cáo buộc fbi lãnh đạo của họ đã có hành động trả đũa nhắm vào ông friend người đã lên tiếng và nói rằng à, phía cơ quan này đã cố tình tạo ra một cái hướng dẫn sai lạc về chống khủng bố nội địa à, tòa án khủng bố nội địa bằng kỹ thuật thượng nghị sĩ Chuck Grassley của đảng cộng hòa tại iowa và ron johnson của đảng cộng hòa tại wisconsin đã gửi lá thư cho giám đốc cơ quan điều hành fbi là christopher ray và ông tổng à, 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 Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là Merrick Garland vào ngày thứ hai Trong đó nói rằng lãnh đạo, à, giới lãnh đạo của à, cái, cái cơ quan này Đã có một cái sai lạc khi mà à, có hành động trả đũa Khi mà ép nhân viên của FBI lên tiếng lo ngại về những cái à, vụ án được xử lý Ở trong cái à, à, cái à, vụ liên quan tới cái vụ biến cố ngày 6 tây tháng giêng năm 2021 Các thượng nghị sĩ cũng đã bao gồm luôn cả cái bản copy Mà cái bản tuyên bố của Alfred trong lá thư của họ và ông Friend nói rằng ông đã bị ngưng chức bởi fbi khi mà nói và từ chối không điều tra những cái sự kiện liên quan tới ngày 6 tây tháng giêng và trong cái thông điệp gửi ra bởi các cựu nhân viên trong đó đã ủng hộ mạnh mẽ cho ông Friend. đây là thời gian chấm dứt fbi đã và nhân viên công lực đã bị đưa ảnh hưởng của, của cái tư tưởng chính trị đảng phái vào trong đó đây là lời phát biểu của Annie taladi được xem là một cựu nhân viên làm việc cho fbi ở tại san francisco chúng ta cần phải tái thành lập lại cơ quan FBI giữa lúc mà họ phải tách rời chính trị và những nhân viên công lực độc lập ra bên ngoài. Bên cạnh đó thì Terry uh, Toshi là một cựu uh, phụ tá giám đốc của cơ quan FBI đặc trách về cái uh, uh, đơn vị chống khủng bố đã nói thêm là trên đây chúng ta thấy rõ ràng lãnh đạo đã đối, đối diện với những áp lực và lời cam kết của các nhân viên FBI là bảo vệ cho bản hiến pháp và bảo vệ cho đất nước Hoa Kỳ và công dân tôi rất là hân hạnh để mà để ủng hộ cho cái quyết định mà ông ta đã đưa ra tức là ông fan đã đưa ra ngoài ra thì các cựu nhân viên khác gồm cựu nhân viên của SWAT team của FBI nhưng về hưu có tên là Bob Fike đã nói rằng khi tôi nhìn FBI đã sử dụng cái uh, kỹ thuật cực đoan của lực lượng SWAT và uh, và những cái uh, vào những công dân khác và những người lớn tuổi mà họ không có một cái đe dọa về về tâm lý đã làm cho tôi cảm thấy bình hoạn và cần phải à, đây là một cái hành động rõ ràng là chính trị. Tôi đặc biệt là đã nhìn à, đã nhìn thấy rất nhiều những cuộc lục soát của à, được à, học được à, đầy đủ hợp pháp à, trong cái, tất cả tất cả lệnh lục soát bao gồm luôn cả những cái tội trạng nghiêm trọng à, và đờ cái điều mà tôi kêu gọi là phải có một cái cuộc đột kích mà chúng ta thấy rõ ràng họ sử dụng cả tất cả những cái cần thiết của lực lượng quáp swap team, bao gồm cả các, các áo giáp và vũ khí gần như là có những cái hành động rất cực đoan không khác gì à, đối với lại cái uh, lực lượng gọi là uh, gen tức là băng đảng mà lấy motorcycle tôi tin rằng uh, uh, nhân viên fbi fan là một uh, anh hùng của hoa kỳ anh đã can đảm đứng ra ánh sáng và bao gồm luôn cả những cái đây là một cái điều hân hạnh của tôi ok quý vị đây là cái bản tin mà tôi có được trên đài truyền hình New Smart và điều này đã thấy rõ là FBI đã có những cái hành động gọi được xem là chính trị hóa và ông Friend này là ai và tại sao lại bị ngưng chức quý vị Stephen French là một nhân viên của FBI có trụ sở và làm việc ở cái trụ sở tại tiểu bang Florida và Trước đó thì anh fan đã nhận được một cái bản ghi nhớ của cơ quan FBI, trong đó nói rằng tất cả các cái vụ án liên quan tới dạ lạm dụng tình dục trẻ em đã không còn được là ưu tiên hàng đầu của cơ quan FBI. Thay vào đó là họ muốn là phải tập trung điều tra vào cái mà họ gọi là khủng bố nội địa, tức là domestic terrorism. Và khủng bố nội địa là ai một lát tôi sẽ giải thích. Bên cạnh đó thì họ đã áp lực ông Fence là phải đi điều tra tất cả những người nào mà có liên quan tới cái biến cố ngày 6 tây tháng Giêng năm 2021 tại thủ đô của Hoa Kỳ và tại tòa nhà quốc hội. Ông Fence đã lên tiếng từ chối không tham gia vào bất kỳ một cuộc điều tra nào liên quan tới cái biến cố ngày 6 tây tháng Giêng và đồng thời ông đã đệ trình lại và yêu cầu mở lại hồ sơ điều tra các cái vụ lạm dụng tình dục trẻ em trên toàn quốc và những cái vụ này vẫn đang bị tồn động thì cuối cùng bất ngờ ông Phan đã nhận được một cái giấy ngưng chức không được ăn lương của cơ quan FBI quý vị ngay sau khi mà à, bị ngưng chức ông đã trở thành một whistleblower và ông đã có một bản tuyên bố chính thức gửi cho các thượng nghị sĩ à đặt trách về cái quỹ ban cái quỹ ban tư pháp của hạ của thượng viện. Và trong đó ông nêu rõ trường hợp của mình và ông cũng đã kể rõ tất cả mọi việc và nói rằng trong cơ quan FBI đã cố tình định hướng tất cả nhân viên FBI trên toàn quốc và nó xuất phát từ văn phòng FBI ở tại Washington DC là muốn định hướng tất cả các cơ quan FBI trên toàn quốc là tập trung vào biến cố ngày 6 tây tháng giêng và tập trung vào cái gọi họ gọi là khủng bố nội địa. Thì quý vị, bây giờ tôi dịch, tôi phải dịch cái chữ khủng bố nội địa, tức là domestic terrorism. Nó gọi là uh, extreme domestic uh, uh, terrorism, tức là khủng bố cực đoan nội địa. Đây là cái cụm chữ mà fbi đã có ngay sau khi mà có một cái bản ghi nhớ của ông Merrick garland là bộ trưởng tư pháp người cái cơ quan được xem là quản thị luôn cả cơ quan FBI quý vị trước đó ông Merrick Garland đã viết một bản memo để chụp mũ cho những phụ huynh những người lên tiếng chống lại cái việc giảng dạy thuyết âm mưu về về chủng tộc ở trong các học đường và chuyện này quý vị đã thấy xảy ra từ năm ngoái và dẫn đến cái sự chiến thắng của ông John King tức là thống đốc của tiểu bang Virginia Lý do là quý vị, nhóm cực tả đã bắt đầu dựa trên một cái thuyết không có thật do các Marx đưa ra và được tờ báo New York Times đăng nói rằng là đất nước Hoa Kỳ thành lập từ năm 1969. Ê xin lỗi quý vị, năm 1619. Đây là mà đây xin lỗi quý vị. Năm 1619. Và cái thuyết này do chính các Marx đã đưa ra và các nói rằng đất nước Hoa Kỳ đã được thành lập trên cái tinh thần là đàn áp nô lệ. Đây là cái thuyết do các smart ông tổ cộng sản đưa ra. Và tờ New York Times, tờ báo cực tả này đã đăng lại và họ đặt riêng cái mục riêng cho cái mục, cái, cái cái thuyết âm mưu này là cái mục gọi là 16 1619 tức là 1619 họ gọi là 1619 project và quý vị họ lan tỏa cái thuyết âm mưu này trên tờ báo của họ và một những cái cơ quan được xem là truyền thông ảnh hưởng của họ tuy nhiên thì những nhóm cực tả này đã bắt đầu gieo rắc cái thuyết âm mưu này vào trong cái học đường của Hoa Kỳ gọi là CRT CRT tức là Critical Race uh, Theory tức là giả thuyết về uh, vấn đề phân biệt chủng tộc quý vị ngay sau đó thì nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối gây gắt. Họ phản đối rất gây gắt về việc mà bắt con cái của họ từ tuổi học đã bị tẩy não bởi cái thuyết âm mưu này. Do đó, những cái phiên họp của các cái hội đồng học khu mỗi 2 tuần một lần, hầu hết tất cả các hội học khu ở trên toàn quốc thì có những học khu là một tháng học một lần. Có những học khu họp mỗi tuần một lần. Có những học khu thì họp 2 tuần một lần thì khi mà có phiên họp của học khu thì thông thường đó quý vị là họ sẽ mở ra ít nhất một tiếng 2 tiếng có thể lâu hơn và có thể sớm hơn dành cho cái gọi là public comment tức là người dân có ý kiến thì trong các cái giờ mà gọi là public comment này thì những phụ huynh đã có mặt và lên án gây gắt việc mà áp đặt dạy cái thuyết CRT ở trong trường học. Thì quý vị, Đám cực tả này đã áp lực với hiệp hội các học khu trên toàn quốc Để mà ra một cái thư yêu cầu bộ tư pháp điều tra Cái mà họ gọi là Extreme Dogmatic Terrorism Tức là khủng bố cực đoan nội địa Họ mượn danh nghĩa này Và khi mà Merrick Garland là bộ trưởng tư pháp nhận được cái lá thư này Thì ông ta đã viết bản memo Tức là một bản ghi nhớ gửi cho tất cả những cơ quan nằm dưới quyền của bộ tư pháp tuy nhiên hai ngày sau đó thì hiệp hội các cái uh, hiệp hội các cái học khu trên toàn quốc đã rút lại lá thư và viết lá thư xin lỗi và viết lá thư xin lỗi quý vị với lý do là họ nói rằng là có những phụ huynh đe dọa gì đó nhưng mà rồi là họ rút lại và họ xin lỗi toàn quốc và nhiều học khu ở trên toàn quốc đã rút ra khỏi hiệp hội này khi thấy hiệp hội này đã bị ảnh hưởng bởi nhóm chính trị. Thì quý vị, cái bản ghi nhớ của ông Marikalan vẫn không rút lại. Vẫn nằm ở đó. Và FBI đã sử dụng cái bản ghi nhớ này để định hướng làm việc cho toàn bộ FBI trên toàn quốc. Tức là các FBI trên toàn quốc bây giờ không còn nhiệm vụ nào khác. Họ chỉ có hai nhiệm vụ. Một là phải điều tra tất cả những ai liên quan tới cái biến cố ngày 6 tại tháng 1 tức là cái vụ diễn ra ở tòa nhà quốc hội hai là phải thúc đẩy việc báo cáo và điều tra về cái gọi là extreme dogmatic terrorism mà cái đó là cái nhãn mà họ gán vào cho tất cả những phụ huynh lên tiếng trong cái vấn đề mà giảng dạy thuyết âm mưu này còn tất cả những vụ án khác dẹp qua một bên hết không còn là priority tức là không còn là ưu tiên hàng đầu tức là những vụ án hãm hiếp buôn ma túy hay là những cái vụ án à, sát nhân tất cả những vụ án khác dẹp qua một bên hết phải ưu tiên cho hai vấn đề này chính điều đó mà ông Stephen Friend đã từ chối và ông kêu mở lại một số những cái hồ sơ liên quan tới những vụ lạm dụng tình dục trẻ em để để mở tức là những cái vụ án này đang diễn ra bây giờ bị ngưng lại hoặc là bị tạm thời xếp vào một bên để ưu tiên cho hai điều này quý vị ưu tiên cho hai điều này có nghĩa là họ đang tìm cách sắc nhiễu tối đa những người xuất hiện ở trong cái ngày 6 tây tháng giêng trên tòa nhà quốc hội đó là chuyện thứ nhất mà tôi nói với quý vị trong khi đó cái biến cố ngày 6 tây tháng giêng đang bị đảng dân chủ chính trị hóa biến thành một cái cuộc bạo động trong lịch sử hoa kỳ nhưng mà thật sự ngày hôm đó không có bạo động nếu so sánh với vụ George Floyd, nếu so sánh với vụ Rodney King hay là Jerry Brown những cái vụ bạo động trên toàn quốc bởi cái sự gọi là xung đột trắng đen thì quý vị cái vụ ở 6 tây tháng giêng ở tại tòa nhà quốc hội là nothing nhưng họ chính trị hóa và họ đang tìm cách tìm xem cái vụ này biến cái vụ này trở thành một cái vết nhơ chính trị và xem đây là cái vụ bạo động lịch sử trên toàn quốc trong khi đó trước đó vài tháng thôi Tức là tháng mùa hè năm 2020 thôi Khi mà George Floyd bị chết Họ bạo động trên toàn quốc Họ đập phá tất cả những biểu tượng của Hoa Kỳ Thì họ nói đây là những cuộc biểu tình ôn hòa Đám cực tả xem đây là cuộc biểu tình ôn hòa Còn cái ngày 6 tháng Giêng Người ta tràn vào nhà tòa nhà quốc hội Có ai đập phá không quý vị? Có ai gây hứng đập phá không? Thậm chí là đã có một cựu hải quân nữ hải quân đã bị bắn chết tại chỗ và tới bây giờ họ đè luôn cái bộ này xuống họ không cho biết luôn. Tại sao cô bị bắn và tại sao bắn cổ? Cổ đe dọa gì tới cái uh, sinh mạng của các người ở trong tòa nhà quốc hội? Trong khi đó, tất cả đã được di tản ra ngoài hết. Và dường như là họ chỉ leo trèo lên, đi vào trong các văn phòng, hoặc là lấy đi cái laptop ngồi trên bàn của bà Nancy Pelosi tức là cái bàn của bà tôi thôi. Họ có đập phá cái gì không quý vị? Mà bây giờ nó biến tất cả thành cái riot Tức là một cái cuộc bạo loạn Trong khi đó Trong khi đó Thì quý vị Cái vụ mà bạo loạn của George Floyd trên toàn quốc Mấy chục thành phố đều bị đập phá Bị cướp của, bị hôi của, bị đốt cháy Đặc biệt là khu vực Portland ở Oregon Nó kéo dài cả năm luôn thì nó gần như là nó bịt lại hết nó không nó không đưa tin và quý vị đám antifa nó đốt phá tùm lum hết thì họ im lặng họ không coi đây là những vụ bạo loạn còn cái biến cố ngày 6 tây tháng giêng họ coi là vụ bạo loạn thì quý vị nếu xem biến cố ngày 6 tây tháng giêng là vụ bạo loạn vậy thì cái vụ xông vào nhà của tổng thống sri lanka của người dân nó có xem là vụ bạo loạn hay không hay là trong mắt của đám cánh tả này nó là một cuộc cách mạng Cùng một sự kiện Người dân Sri Lanka xông vào tòa nhà quốc hội Phủ đà tổng thống và kể cả nhà riêng của tổng thống luôn Thì họ coi đó là một cuộc cách mạng Còn người dân họ tức giận về cái tính thiếu minh bạch của cuộc bầu cử Họ tràn vào tòa nhà quốc hội Thì xem đây là vụ bạo loạn Còn cái vụ mà George Floyd chết biểu tình trên toàn quốc Black Lives Matter kích động chung với Antifa đi đốt phá cướp của khắp nơi họ coi đây là cái gì quý vị cuộc cách mạng hay là một cuộc bạo loạn thì quý vị đây là cái tôi phân tích cho quý vị thấy là cái nền uh, các cái công ty các cái cơ quan của chính quyền liên bang bị chính trị hóa và do đó tại sao có tới 30 cái người nhân viên FBI, cụ nhân viên FBI đã lên tiếng và ký lá thư ủng hộ cho Stephen Fenn. Bởi vì tại sao họ là cựu nhân viên, họ phải bỏ việc? Bởi vì họ không chịu nổi cái trò chính trị hóa ở trong những cơ quan này. Bất cứ một cuộc điều tra nào đều phải chờ ở cấp trên ngó mặt cấp trên, nó định hướng điều tra chỗ nào thì điều tra chỗ đó. Họ không được phép mở hồ sơ những cái hồ sơ khác. Thì quý vị, đây là cái trò gọi là định hướng và cố tình hướng dẫn FBI và biến FBI trở thành một công cụ chính trị mượn danh nghĩa luật pháp để bức hại những cái người khác ý kiến. Do đó, tại sao mà tôi nói quý vị là dấu hiệu tích cực. 30 người này là cựu nhân viên FBI. Tức là trước đó họ không đồng ý cái lối điều hành của FBI. Họ cho rằng toàn bộ là chính trị không. Do đó họ nghĩ. Và trong đó có luôn cả cựu phó giám đốc đặc trách về chống khủng bố nữa cái đơn vị chống khủng bố của FBI mà. Mà người này chính là người cầm cái lá thơ, cái thông điệp đó gửi ra. Và bây giờ họ báo cho cái ủy ban tư pháp của Thượng Việt để cho các thượng nghị sĩ ở trên đó làm việc. Bởi vì họ không chịu nổi cái môi trường làm việc với cái thái độ chính trị đảng phái ở trong này. Bởi vì mặc dù rằng nằm dưới quyền hành pháp của Tổng thống, nhưng các cơ quan của Hoa Kỳ từ FBI, Bộ Tư Pháp, Bộ an ninh nội địa, Bộ giao thông vận tải, Bộ giáo dục, Bộ y tế, họ là những cơ quan hoạt động độc lập theo tinh thần chuyên môn. Thưa quý vị, bây giờ họ bị dẫn theo một khuynh hướng chính trị. Không những là bộ tư pháp, ngay cả cục an ninh nội địa. Cục an ninh nội địa đặt trách về vấn đề an ninh nội địa của Hoa Kỳ. Lại đẻ ra một cái cơ quan gọi là chống tin giả. May là cơ quan này đã bị dẹp bỏ rồi làm sao định nghĩa được tin giả và tin thao túng tức là tin mà họ gọi là xuyên tạc gì đó disinformation hay misinformation họ chỉ mượn danh nghĩa của cái cụm chữ này để họ sẵn sàng gán nhãn cho những ai có ý kiến khác biệt ở trên mạng xã hội để họ mở hồ sơ điều tra và họ còn điều tra nhắm vào luôn tất cả những cái uh, phụ huynh mà phản đối crt nữa và mới đây nhất cách đây tuần rồi quý vị một người công giáo lại bị FBI xông vào xét nhà chỉ vì ông ta là người ủng hộ cho sự sống. Và họ à, còng tay ông ta đi luôn. Họ nói ổng là người có tinh thần extreme gì đó. Quý vị, họ có thể dùng cái chữ này họ chụp mũ cho bất cứ ai có quan điểm khác biệt. Và FBI có quyền lấy trác tòa tới và bắt giữ lục soát nhà tương tự như ông Trump. Thì quý vị rõ ràng cái cơ quan FBI này Nó không còn tính chất chuyên môn Của một cơ quan mang tên gọi là Cơ quan điều tra liên bang nữa. Mà nó đang sử dụng cái chữ điều tra liên bang này Thành một cái thứ vũ khí Bất hại về chính trị Nếu mà chúng ta so sánh với Cộng sản Cộng sản Trung Quốc đang cưỡng bức Rất nhiều những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vào các trại Cưỡng bức lao động Thì quý vị ở trong trại này Thứ nhất họ bị cưỡng bức lao động làm từ 10 tới 12 tiếng một ngày Nhưng mà khi về tới trại rồi họ có được yên hay không Họ bị ép vào trong những cái lớp học và họ buộc phải quên hết tất cả những cái văn hóa của họ Họ không được phép nói tiếng Duy Ngô Nhĩ Họ phải nói tiếng Mandarin Và Trung Quốc lấy danh nghĩa là gì quý vị Tẩy xóa cực đoan Họ mượn danh nghĩa này để họ tẩy não và buộc tất cả những người duy ngô nhĩ từ bỏ niềm tin tôn giáo từ bỏ cái văn hóa gốc của họ để hội nhập vào văn hóa của hán tộc thì bây giờ fbi có khác gì như vậy họ điều tra rồi họ bắt đầu là họ gây khó khăn họ khủng bố tinh thần bằng các cuộc điều tra bây giờ quý vị tôi ở trong nhà của tôi hàng xóm láng giềng bình thường tự nhiên một ngày đẹp trời mấy chục ông fbi xông vào nhà của tôi nổi cái hành động này không hàng xóm xung quanh tôi nó hết hồn rồi đó, trời ơi, ông Phong này bị cái gì? Mà bây giờ FBI mấy chục người xông vào nhà của ổng Có bọn mình tránh xa ông này đi Đây là hành động gây sợ hãi của FBI Nhằm khủng bố không những đối với nạn nhân Mà còn có cái thái độ khủng bố đối với láng giềng hàng xóm của nạn nhân nữa Làm cho láng giềng hàng xóm nạn nhân lánh xa nạn nhân Và cô lập nạn nhân lại Đây là cái playbook mà Cộng sản đã chơi Thì bây giờ quý vị, FBI bị chính trị hóa y chang như vậy quý vị chúng ta phải công bằng cơ quan fbi họ chỉ mở hồ sơ điều tra dựa trên những cái tội ác đang diễn ra ví dụ xảy ra một vụ sát nhân hay là vụ sát nhân hàng loạt thì họ đi điều tra hay là có những cái xung đột hay là có những cái hành động buôn ma túy hay là tấn công tình dục họ mở hồ sơ điều tra còn bây giờ chỉ căn cứ trên quan điểm của người ta ở trên mạng xã hội thôi là mở hồ sơ điều tra và xông vào xét luôn trong khi người ta chỉ làm gì hết Người ta chỉ bày tỏ quan điểm thôi Quý vị Đây là cái trò bức hại chính trị Và tìm cách khủng hoảng đối với người dân Và cái playbook này là Cộng sản chơi bao nhiêu năm rồi Bây giờ nó lại nằm ngay trong cơ quan FBI Do đó Cái sự lên tiếng của 30 cựu nhân viên FBI này ủng hộ cho anh Stephen Friend là một cái hành động mà tôi cho rằng là họ rất can đảm. Chính cái này nó sẽ làm cho chúng ta phải thay đổi lại Và cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới Nếu đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số họ Quỹ ban tư pháp của Hạ viện Hay quỹ ban tư pháp của Thượng viện Sẽ tống trác và đòi Merrick Garland Đòi Christopher Ray lên Và cho biết lý do tại sao phải ưu tiên chuyện này Tại sao có bản memo đó và có bao nhiêu phần trăm cái gọi là extreme dogmatic terrorism tức là cực à, khủng bố cực đoan nội địa quý vị nên chính trị hoa kỳ nó là con dao hai lưỡi nó làm cho mọi người thấy mọi việc một cách minh bạch đó là điều tốt nhưng đồng thời quý vị nên chính trị hoa kỳ nó gọi là chính trị nó đã làm ra nhiều điều tiêu cực lạm dụng quyền lực và tôi nói với quý vị cơ quan fbi từ dưới thời obama ông ta đã cấy rất nhiều những nhân viên fbi thuộc khuynh hướng cực tả vào trong fbi để họ làm việc câu chuyện này tôi đã từng kể cho quý vị nghe tức là họ sử dụng tất cả những cái phương tiện để khủng bố bây giờ ví dụ một phụ huynh tự nhiên bị điều tra về cái gọi là uh, extreme domestic terrorism trong khi ổng chỉ muốn phát biểu là ổng không muốn trường học dạy con cái của ổng về cái CRT tức là cái thuyết âm mưu về chủng tộc thôi rồi cái xong tới nhà ổng có lệnh xét đàng hoàng thì thay vì xét thì ok anh có tài liệu nào anh bưng đi đi no họ cầm chồng tài liệu họ quăng ở dưới nhà sàn nhà họ làm đủ kiểu để làm gì để cái người chủ nhà nóng ruột hey các anh đâu cần phải làm vậy các anh có thể bưng về office mà chỉ cần một câu nói đó thôi nó sẽ buộc tội obstruction cản trở tư pháp và nó có cái cớ đó nó buộc tội luôn nếu quý vị lên tiếng chỉ lên tiếng nha không có hành động đó thì nó vẫn buộc tội quý vị là obstruction tức là cản trở nhân viên công lực hay cản trở tư pháp chuyện này đã xảy ra trước đây tôi đã từng kể cho quý vị nghe thì quý vị cái hành động họ đối với ông trump cũng y chang mà không những đối với ông trump ông trump là cái người đã được những người xung quanh ổng là những con cáo già chính trị những người giỏi về chính trị khuyến cáo ông trump và gia đình ông không ai có phản ứng hết nhưng mà làm sao biết được là những người dân bình thường họ có thể phản ứng họ đâu có biết đâu họ phản ứng một cách bình thường thôi quý vị còn nhớ cái vụ mà chọt Floyd không cặp vợ chồng luật sư người ta nó bước vào cái tài cái tài sản của họ một cách bất hợp pháp họ mang súng ra tự vệ thôi bây giờ những kẻ đi vào chỗ nhà họ bất hợp pháp thì không bị truy tố ngược lại họ bị truy tố tội cầm súng là quý vị thấy rõ ràng quý vị nó chính trị hóa tất cả mọi thứ và chính điều này nó dẫn tới một cái sự à, tôi gọi là một cái nhìn tiêu cực và bất mất tin tưởng của công quần chúng bây giờ các cuộc thăm dò gần như là quần chúng không còn tin tưởng ngành công lực không còn tin tưởng báo chí truyền thông giống như cái thời gian trước nữa. Tất cả đều bày tỏ một cái thái độ mất tin tưởng. Untrust. Lý do tại sao vậy quý vị? Trong khi cái ngày tôi bước tới nước Mỹ, từ cái thời gian mà thập niên 80 90, thậm chí qua năm 2000, chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào cơ quan công lực. FBI, cảnh sát, Sheriff cho tới truyền thông báo chí luôn những gì họ đưa ra chúng ta đều tin hết bởi vì chúng ta tin cái thái độ chuyên môn của họ làm việc nhưng bây giờ những hành động này bị chính trị hóa kiểu này làm sao quý vị tin được fbi nữa làm sao quý vị tin được người cảnh sát hay là người serip nữa rồi làm sao quý vị tin được cái đám báo chí truyền thông đó nó không lợi dụng cái ngòi bút của nó để nó định hướng hay là nó cố tình tẩy não và cố tình diễn dịch sai và định nghĩa sai một cái vấn đề quý vị đây chính là cái điều nguy hiểm của nước mỹ và nhiều lời cảnh báo về cuộc nội chiến ở nước mỹ là xuất phát từ đây xuất phát từ thái độ lạm dụng cái vị thế của mình để đẩy các khuynh hướng chính trị và các cái tư tưởng chính trị đảng phái vào trong tất cả những cơ quan hành pháp trong khi những cơ quan hành pháp họ đứng độc lập ngoài đảng phái họ chỉ làm việc với tinh thần chuyên môn thôi bây giờ từ fbi bộ tư pháp ngay cả cục an ninh nội địa ngay cả bộ giao thông vận tải rồi tới cái gì cục năng lượng tức là bộ năng lượng bộ giáo dục rồi sắp sửa tới sở thuế luôn tức là quý vị họ tìm đủ mọi cách để họ khống chế các cái và thay đổi cái hiện trạng và thay đổi cái tinh thần chuyên môn của các cái ngành này bằng những cái nhân danh một cái nhân danh rất vô lý thì quý vị đây chính là cái lời lên tiếng của các fbi nhưng tôi cho là dấu hiệu tích cực tại vì nó sẽ phản ảnh cái sự bất mãn của công chúng hoa kỳ khi fbi đã bắt đầu xóa đi những quy tắc và bắt đầu có cái tinh thần đảng phái quá nhiều trong những năm gần đây và điều này nó sẽ là một cái cuộc thanh lọc mới trong thời gian sắp tới khi mà quốc hội Hoa Kỳ có sự thay đổi và nền chính trị Hoa Kỳ có sự thay đổi thì chúng ta sẽ giám sát lại và không để cho vấn đề chính trị tác động vào những cái tinh thần chuyên môn của những cơ quan truyền thông độc những cơ quan à, độc lập ở trong cái hành pháp. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiêu tinh nhật ký phần 2 ngày hôm nay của tôi liên quan tới nội địa của Hoa Kỳ. Mong rằng tất cả quý vị sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn về cái tinh thần chuyên môn và bị tác động đảng phái vào trong các cái cơ quan của chính quyền liên bang nó hậu quả như thế nào cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye